Jeronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh, sinh năm 340, mất năm 420. Thánh Jeronimo chào đời vào năm 340 tại Chidon, gần Aquileia, miền tam biên giữa Dalmatia, Pannonia và Italia. Tên đầy đủ của ngài Eusebio Jeronimo Soronio. Dường như ngài thuộc một gia đình giàu có và được giáo dục đầy đủ về văn chương. Theo thường lệ, dành cho các thiếu niên thượng lưu thời đó. Trước hết, ngài đã theo học tại Chidon, rồi sau đó tại Roma với nhà văn thời danh là Donato. Ngài đã học để biết viết Latin cho tuyệt diệu, tinh rồng và chính xác. Bởi đó, ngài say mê các tác phẩm cổ, dù sau này ngài coi chúng như một thứ cám dỗ. Trong một bức thư gửi cho Eutychium, ngài có kể lại một giấc mơ khi nằm bệnh viện Antioquia. Trong giấc mơ, ngài thấy mình phải đến trước vị quan án. Ngài tự xưng mình là Kitô hữu, nhưng quan án trả lời: "Ngươi không phải là Kitô hữu, ngươi là đồ đệ của Cicero. Kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Mà kho tàng của ngươi là các tác phẩm của Cicero." Sau đó, ngài bị đánh đòn và hứa sẽ từ bỏ các tác phẩm trần tục này. Thánh Jeronimo được giáo dục trở thành Kitô hữu và coi trọng tôn giáo. Dầu vậy, 19 tuổi, ngài mới lãnh bí tích rửa tội ở Roma vào ngày phục sinh năm 366. Khi viếng thăm Tia, ngài hoàn tất việc học tại Roma, ngài hiểu biết ít nhiều về lối sống khổ hạnh. Có lẽ do thánh Athanasio bị lưu đày tới và đã quyết rằng đó là ơn gọi của ngài. Ngài gia nhập một cộng đoàn linh mục và giáo dân tại Aquileia. Vào năm 370, cộng đoàn bị tan vỡ vì cuộc tranh chấp nào đó. Đến năm 375, Jeronimo đi về hướng đông với mấy người bạn tới miền tổ đời khổ hạnh Kitô giáo. Sau khi dừng lại ở Antioquia ít lâu, ngài đến sống trong sa mạc Charis như một ẩn sĩ. Tại đây, ngài không có bè bạn nào khác ngoài bò cạp và hoang thú. Ngài khổ cực vì bệnh tật và nhất là các cơn cám dỗ. Trong đầu óc tôi thường thấy mình giữa đám gái nhảy, và ngài khóc thương rằng một người chết yểu trong xác thịt như vậy mà ngọn lửa thèm muốn còn cháy lên dữ dội. Để kiềm chế óc tưởng tượng, sau khi đã xử phạt xác mà không được, ngài chú tâm học tiếng Do Thái. Như vậy, ngài đã khởi đầu công trình chính yếu trong đời làm học giả, nhiệt thành giải thích Thánh Kinh. Vào năm 378, ngài trở lại Antioquia và đến với Constantinople để học Thánh Kinh với nhà thần học lừng danh là Thánh Gregorio thành Nazian. Năm 382, ngài đến Roma và trở thành thư ký của Đức Giáo Hoàng Damaso. Tại đây, ngài bắt đầu công trình về hệ trọng về Thánh Kinh. Ngài hiệu đính các bản dịch Latin về Phúc Âm và Thánh Vịnh. Ngoài ra, ngài cũng hăng hái khích lệ phong trào sống khổ hạnh giữa các phụ nữ thời Roma. Nỗ lực này đã gây nên một số chống đối của một số giáo sĩ tại Roma. Chống lại ngài đã viết trong những dòng sống rất sống động: cái gì sơn phết lên khuôn mặt người Kitô hữu, cái miếng cao dáng đầy tham vọng này là dấu chỉ của đầu óc thiếu trong sạch. Làm sao có thể nói được rằng phụ nữ khóc than tội mình mà nước mắt họ cày luống trên cặp má tô vẽ của họ? Hạnh phúc trông đợi gì từ thiên đàng khi mà cầu khẩn Chúa họ lại trường mặt ra cho đấng tạo thành, không còn nhận diện ra mặt họ nữa. Sau những lời quở trách này, ngài trở nên xa lạ với dân gian, và sau cái chết của Thánh Damaso, ngài lại lui về phương Đông vào năm 384. Một nhóm phụ nữ đã sống dưới sự hướng dẫn của ngài đã theo ngài.
đứng đầu là thánh nữ Paula, với con ngài là thánh nữ Eutychium. Họ thành lập một nhóm các tu viện gần đại giáo đường Giáng sinh tại Bethlehem. Tại đây, thánh Hieronymo đã trải qua những ngày bình an hạnh phúc cuối đời. Ngài cũng dự phần vào nhiều cuộc tranh luận dữ dội. Trong các cuộc tranh luận ấy là cuộc tranh luận giáo thuyết của Origen. Trong cuộc tranh luận lớn lao nhất của đời Ngài chính là công cuộc Ngài đã chuẩn bị từ sa mạc Carit. Đã khởi sự từ Roma, công cuộc phiên dịch thánh kinh ra tiếng Latin. Dựa vào công trình này mà thế giá Ngài tồn tại mãi trong giáo hội công giáo, cũng như sự thánh thiện của Ngài có được một bằng chứng hùng hồn. Toàn bộ thánh kinh bằng tiếng Latin gọi là bản phổ thông đều được thánh Hieronymo phiên dịch hay nhuận đính, trừ các sách Khôn ngoan, Hứng ca, Parut và hai sách Maccabe. Ngài thực hiện bản dịch thứ nhất đã làm tại Roma. Chính bản dịch thứ hai này nằm trong bản dịch kinh thánh phổ thông và được giáo hội dùng trong phụng vụ giờ kinh. Thánh Hieronymo qua đời an bình tại Bethlehem vào ngày 30 tháng 9 năm 420. Thánh Paula và Eutychium đã chết trước Ngài. Thi thể Ngài được chôn cất với họ trong nhà thờ Giáng sinh. Sau này được đưa về Roma và nay đang được chôn cất tại đền thờ Đức Bà Cả.